Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với channel của mình là Lộc Su Tiki đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn căn nhà đầu tiên trong thế giới sinh tồn của mình cũng như là cách để xây một ngôi nhà giống như mình nha các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng tham quan ở phía bên ngoài ngôi nhà nha. Ở phía bên ngoài thì chúng ta sẽ thấy một ngôi nhà bằng gỗ, có phần mái là gỗ vân sam cũng như là phần tường ấy là gỗ sồi nha các bạn. Và trụ này là những cái block mới ở phiên bản 1.13.2 ấy. Rồi khi vào phía bên trong thì chúng ta sẽ có những cái chiếc rương này để chúng ta có thể chứa những vật liệu cũng như là những cái khối xây dựng ấy. Và bên đây là cái chỗ để mình pha thuốc khi đi khám phá các bạn ơi. Và chỗ này là chỗ để lấy nước nha. Còn phía trên thì chúng ta cũng có thể đặt mấy cái rương ấy các bạn. Đó, và một cái rương Ender để chúng ta có thể mang những vật phẩm đi xa hơn mà không cần đem theo rương ấy. Rồi còn ở phía trên khi chúng ta leo thang lên ấy là một cái chỗ để ngủ nha. Và trên đây chúng ta có thể đặt giáp này cũng như là những vật phẩm quý hiếm mà chúng ta tìm được ấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nhìn sơ một lượt nữa rồi bắt đầu với công đoạn là xây dựng nha các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến phần xây dựng. Đầu tiên thì các bạn cần chuẩn bị cho mình là thân cây gỗ bạch dương đã được cạo vỏ, ván gỗ sồi, cầu thang gỗ sồi, ván gỗ vân sam, cầu thang gỗ vân sam, gạch đá, tấm thủy tinh và một cái cửa. Như vậy là chúng ta đã có đủ nguyên liệu để xây một ngôi nhà rồi. Đầu tiên thì các bạn đặt cho mình cái thân gỗ bạch dương để làm phần trụ trước nha. Thân gỗ bạch dương cạo vỏ thì chúng ta sẽ đặt ở đây một ô, rồi cách ra thêm 11 ô nha các bạn. Đây là 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 11. Chúng ta sẽ đặt thêm một ô. Rồi về chiều ngang ấy thì chúng ta sẽ cách ra 7 ô nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngay ô thứ 7 chúng ta đặt một cái cũng như là về bên đây là đối xứng với bên đây thôi. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ kéo lên tầm 5 ô nha. Là 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5 và 2, 3, 4, 5. Sau đó thì chúng ta sẽ cắt ra 1, 2, 3 và đặt thêm một cái trụ nữa các bạn ơi. Đó, chúng ta sẽ nói lại như vậy. Còn ở đây thì chúng ta sẽ làm một cái cửa nha. Cửa thì chúng ta sẽ làm một bằng gỗ sồi nha. Đấy, gỗ sồi và một cái cầu thang các bạn úp ngược xuống nha. Úp ngược xuống như vậy này. Rồi, sau đó sẽ là một cái gỗ sồi kéo ngang thôi. Đấy, nói phần trụ ngang lại các bạn ơi. Sau đó chúng ta mới ốp tiếp phần tường ở phía dưới nha. Phần tường thì chúng ta sẽ dùng gỗ sồi nha các bạn. Ngoài ra thì cũng các bạn nên đặt cái gạch đá ở phía dưới đây để làm cho phần tường nó nổi bật hơn các bạn ơi. Ở phía sau thì cũng sẽ có một cái trụ để đối xứng ở phía trước nha các bạn. Đấy, nó sẽ như vậy này. Rồi, tiếp tục là gạch đá nha. Sau khi chúng ta đỡ phần tường thì chúng ta sẽ làm cái phần cửa sổ nha các bạn. Ở đây thì chúng ta sẽ chia cửa sổ ra. Đây, cách một ô ấy thì mình sẽ làm một cái cửa sổ để nhìn ra ngoài cho nó dễ các bạn ơi. Đấy, cứ vậy mà ốp vào thôi. Đó, như vậy thì chúng ta đã gần xong cái phần mặt trước rồi. Như vậy chỉ cần ốp lại ở phần xung quanh là được đấy các bạn. Đấy, ở đây thì chúng ta sẽ đổi thành cái gạch đá luôn nha. Rồi, ốp tiếp bằng cái gỗ sồi nha. Đấy, giờ chúng ta sẽ ốp thủy tinh vào để làm cái phần cửa sổ ấy các bạn. Ở đây thì mình cũng sẽ ốp phần tường lại này. Ở đây thì mình sẽ làm một cái cửa sổ bự hơn các bạn ơi để nhìn ra ngoài cho nó dễ. Tùy theo cái hướng mà các bạn xây thì các bạn nên đặt cái cửa sổ bự này cho nó thích hợp nha các bạn. Rồi, ở đây cũng là một cái cửa sổ nữa nha. Tại vì mình thường đặt nhiều cửa sổ để có thể nhìn ra bên ngoài nó dễ dàng hơn ấy các bạn ơi. Và ở đây nữa này. Đấy, ốp lại. Ở đây. Và ở bên đây. Đó, ốp cửa sổ lại. Thế là xong phần phía dưới rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm phần mái nha. Phần mái thì bắt đầu từ nay này, chúng ta sẽ làm phần mái đi lên nha. Ở đây thì mình sẽ đặt ra như vậy. Và ngay ô này nè các bạn, thì các bạn cũng đặt ra nha. Đó, ở đây và kéo ra. Rồi sau đó các bạn đặt ngược lại như vậy để làm phần mái nó đi lên đấy các bạn ơi. Phần mái này thì khá là dễ làm luôn, các bạn nào cũng có thể làm được ấy. Đó, đây là phần mái cơ bản nhất đấy các bạn ơi. Rồi, như vậy thì cứ nói lại thôi. Đó, ở phần phía sau ấy thì các bạn cũng làm đối xứng như ở phía trước nha. Đó, ở đây và ở đây. Rồi, như vậy là xong phần mái rồi. Còn ở đây thì các bạn chỉ cần nối ngang thôi. Đấy, nó lại như vậy này. Đó. Rồi kéo lên phía trên. Mình sẽ làm đối xứng ở mặt phía sau trước để chúng ta có thể dễ dàng xây hơn nha các bạn. Nếu không thì một hồi thì chúng ta sẽ rất là khó để chỉnh phần mái bên kia luôn. Đó, giờ chúng ta sẽ ốp lên như vậy. Ngoài ra ấy, nếu các bạn muốn cho phần mái nó kiểu như nổi bật hơn ấy thì có thể đổi bằng một cái loại gỗ khác ấy, kiểu như là gỗ sồi sẩm chẳng hạn. Mình thấy cái gỗ sồi sẩm để làm phần viền ấy thì cũng khá là thích hợp luôn. Đó, tùy theo cái khu vực bạn mà chơi sinh tồn ấy, nó có loại gỗ gì mà thích hợp thì các bạn có thể áp dụng vào và xây thôi. Đó, rồi ở đây thì cũng nên dùng một cái slab để đặt vào nha các bạn. Tạm thời thì mình sẽ nối ngang trước cái đã.
Rồi, nó lại như vậy. Lên đây, ở đây và ở đây. Đó. Khi nào mà hai phần máy kiểu như nó chạm vào nhau các bạn là ok rồi đấy. Đó, như vậy và như vậy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ốp tiếp phần bên trong nha. Bên trong thì các bạn cũng có thể dùng gỗ sồi nữa, nhưng mà ở đây thì mình dùng một lò gỗ luôn các bạn ơi, để cho nó đồng bộ với nhau ấy. Đấy, ở đây và ở bên đây. Cái phần máy thì hơi khó đặt một xíu các bạn ơi, tại vì cái block cầu thang ấy thì hơi nhỏ một xíu ấy. Đó, thành ra hơi khó đặt một xíu. Bây giờ mình sẽ chỉnh cho nó trời sáng đi cho các bạn dễ nhìn nha. Ok, như vậy mình đã xong phần máy rồi. Bây giờ mình sẽ làm phần cửa sổ phía trên nha. Ở đây thì mình có thể đặt một block ở tại đây cũng được này. Và ở đây thì mình sẽ đặt một cái cửa sổ nha. Rồi, nói ngang như vậy. Và ấp xuống. Ở đây thì mình sẽ đặt một cái cầu, cái hàng rào nha các bạn. Đấy, mình sẽ đặt một cái hàng rào vào đây. Đó, để làm cái cửa sổ ở phần gác ở trên đấy các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ ấp phần kính vào tiếp nha. Đấy, ở đây mình thiếu một cái phần kính này. Rồi, ở tương tự ở phía sau luôn nha các bạn. Đấy, cứ nói lại như vậy. À, vậy rồi sau đó ốp lại vào thôi. Đó. Cái này thì các bạn có thể đặt bằng cái gỗ khối vân sam là bình thường nha, để cho nó đừng có khoảng trống ấy các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm phần phía trong nha. Ở đây mình sẽ cắm đuốc lên để cho các bạn dễ nhìn nha. Đó, ở đây mình sẽ cắm đuốc lên đây và đây. Đấy, để cho nó sáng lên các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ xây tiếp nha. Chúng ta sẽ cắt ra 1, 2 và đặt một cái tiếp một cái trụ các bạn ơi, để đi lên phần gác ấy. Đó, rồi ốp lại. Rồi, kéo ngang như vậy. Rồi ở đây thì mình sẽ chia ra từng khu nha các bạn. Mình thì mình chia ở đây là cái khu để chứa rương này, và ở đây là cái khu để chế thuốc ấy. Bây giờ mình sẽ ốp tiếp phần sàn đi. Phần sàn thì các bạn có thể làm tùy theo sở thích thôi. Mình thì thường dùng cái đá cuội này cũng như là cái đá andesit được đánh bóng ấy để làm phần sàn các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ bắt đầu đặt vào nha. Ở đây, ở đây, ở đây, ở đây, nhìn cái nó cũng khá đẹp. Các bạn cũng có thể đổi bằng mấy loại gỗ khác nhau ấy, hoặc là dùng mấy cái block gỗ các bạn. Mình có thể dùng cái gỗ gì đây, gỗ sồi này. Đó, mình thấy gỗ sồi cũng khá đẹp nè các bạn. Gỗ sồi xen kẽ với đá cuội ấy. Đó, hoặc là gỗ sồi xen kẽ với theo mình nghĩ thì gỗ sồi xen kẽ với gỗ gỗ văn sam ấy. Đấy, mình nghĩ cái gỗ sồi xen kẽ với gỗ văn sam cũng khá là đẹp nè các bạn. Đó, ở đây thì mình sẽ dùng cái phần sàn như vậy nha. Đấy, để cho nó khác cái ngôi nhà mình một xíu các bạn ơi. Đó, cứ như thế mà ốp vào thôi. Đấy, ở đây, ở đây, ở đây và ở đây. Đó, mình sẽ chữa ở đây một ô để tí nữa ấy mình còn đặt cái chỗ nước mà mình chế thuốc nữa các bạn. Tại vì chế thuốc thì cần có nước để lấy nước lấy làm cái lọ ấy. Rồi ở đây đó, tiếp theo thì ốp cái gỗ vân sam vào thôi. Rồi ok, mình đã ốp xong phần sàn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm cái phần cầu thang đi lên nha. Cầu thang thì chúng ta dùng cái thang leo ấy các bạn. Đấy, mình đặt vào. Đấy, rồi tiếp theo mình sẽ ốp cái phần ở phía trên nha. Phía trên thì mình nghĩ các bạn nên ốp bằng slab ấy, để nhìn cho cái phần ở phía dưới nó rộng rãi hơn các bạn ơi. Mình có thể ốp bằng cái slab gỗ sồi nha. Đấy, mình sẽ ốp ở nửa trên các bạn ơi, để mình có thể đặt được block ở phía trên ấy. Đó, đặt như vậy. À không, cái phần này thì mình không nên đặt các bạn ơi, để nhìn cho nó trống trải ấy. Mình chỉ đặt ở phía cái chỗ mà mình đặt cái giường thôi. Đó, ốp lại như vậy. Đấy, đây, đây, đây và đây. Xong. Ở đây thì các bạn có thể đặt một cái giường, và cái giường đặt ở phía trên ấy thì các bạn sẽ không sợ bị kẹt cái đầu nhá. Tại vì ở đây là ba ô nha các bạn. Đó, ở đây này mình có thể ngủ bình rất là bình thường luôn. Đặt ngay tại đây. Và phía trong ấy thì các bạn nên đặt một cái bàn chế tạo để có thể chế tạo mỗi khi lên phía trên đấy các bạn. Đó, đặt cái ở đây và rương ở hai bên để có thể chứa đồ luôn nha. Đó, ở đây và ở đây. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể đặt mấy cái đồ mặt giáp lên đây, cái armor stand này. Đấy, các bạn có thể đặt ở kế cái cửa sổ như vậy này. Đó, rồi gắn đồ vào thôi. Ngoài ra thì chúng ta có thể mắc thêm mấy cái khung vật phẩm ấy. Đấy, gắn ở hai bên. Đó, các bạn có thể treo mấy vật phẩm tùy thích luôn. Và bây giờ tới phần phía dưới nha. Phía dưới thì theo mình ấy thì nên đặt mấy cái rương ở bên đây nè các bạn. Đó, không, ở đây là cái rương đôi luôn. Và ở đây là một cái bàn chế tạo nha. Đây là bàn chế tạo. Và đây là một cái phần ngăn cách giữa hai khu ấy. Thì mình thường dùng cái đó là cái cửa sập bằng gỗ sồi các bạn. Đó, mình sẽ ấp lên.
Đấy, cứ như vậy mà ốp thôi các bạn ơi. À, cái này đập cái đuốc ra nha. Và ở phía trên nữa. Rồi, thế là xong rồi. Đấy, khi tính ta ốp lại thì nó sẽ như vậy. Đó, nó sẽ chia hai khu ra các bạn. À, cái này hình như mình ốp ngược rồi. Mình phải ốp ngược lại như vậy các ơi. Đó, như vậy thì mới đúng này. Đấy, lên như vậy. Đó, nó sẽ chia cái sảnh trước và ở phần chế thuốc của mình ra. Ở đây thì chúng ta có thể đặt mấy cái lò nung vào nha. À, lò nung thì mình sẽ đặt ngay tại đây này, ngay mấy cái trụ ấy các bạn. Ở đây cũng vậy. Đó, rất là nhiều lò nung luôn. Ở đây thì đặt một cái rương đôi đi nha. Rồi, ở đây thì là làm một cái chỗ để đặt cái chậu bông ấy các bạn. Mình thì thường dùng chậu bông để trang trí thôi. Đó, ở đây và đặt mấy cái chậu xuống thôi. Bông thì các bạn tùy theo loại bông mà ở chỗ bạn có thôi. Đó, đặt lên đây. Đó, ở đây mình còn thiếu cái tấm kính này. Đặt vào. Đấy, ở đây. Rồi, tiếp theo là đặt rương nha. Hình như ở đây thì mình đặt hơi nhiều lò nung các bạn ơi. Cái nhà chính của mình thì không có quá nhiều lò nung như vậy đâu. Đó. Ở đây cũng có thể đặt một cái ít cái rương này các bạn ơi. Tại vì trong chế độ sinh tồn ấy thì chúng ta đào bới rất là nhiều luôn, cho nên cần nhiều rương để chúng ta có thể chứa mấy vật phẩm khi đào ấy các bạn. Ngoài ra thì ở đây thì mình sẽ làm một cái chỗ để lấy nước nha. Phía trong này mình sẽ đặt bàn chế tạo và ốp lại bằng cái gỗ ngay đây. Đó, rồi sau đó thì mình sẽ đặt tiếp lò nung. Tại vì mình chia cái phòng này là phòng chế thuốc các bạn ơi. Đó, sau đó thì mình đặt một cái dàn pha thuốc lên nha. Dàn pha thuốc mình ở đây tìm hơi lâu các bạn ơi, tại vì mình không có vào chế độ sáng tạo nhiều ấy. Dàn pha thuốc ở đâu ta? À đây, cái chỗ chế thuốc đây, có dàn pha thuốc rồi. Ở thay vì các bạn dùng cái vạc ấy thì mình không thích đâu, mình dùng cái chỗ nước này các bạn ơi, mình có thể múc được nhiều nước hơn ấy. Hầu như là vĩnh cửu luôn các bạn. Rồi cho nước vào. Đấy, các bạn cũng có thể dùng cái cửa sập ấy để che ở phía trên nha. Rồi. Tiếp theo thì mình đặt ở rương ở phía trên đấy các bạn ơi. Ở phía trên thì mình dùng cái cửa sập gỗ văn sam nha. Kiểu như để máng cái rương ở phía trên cho nó đừng có rớt xuống ấy các bạn. Ở đây sẽ đặt một ô để đặt cái rương ender nha. Rương thì mình sẽ đặt ngay tại đây và đây. Sau đó là một cái rương ender ở chính giữa thôi các bạn. Rương ender đặt ngay tại đây. Đó. Thế là xong rồi. Ngoài ra thì mình cũng nên đặt một cái cửa sập phía dưới đi. Đấy, còn ở đây thì chúng ta có thể đặt tiếp một hàng rương để chứa mấy cái đồ kiểu như ở dưới địa ngục ấy các bạn. Đó, đặt lên đây. Rồi, thế là xong rồi. Ngoài ra các bạn cũng có thể đặt thêm một cái dàn pha thuốc ở phía trên này nữa các bạn ơi. Tại vì chỗ này mình thấy khá là trống này. Trong chế độ sinh tồn ấy thì các bạn nên ưu tiên mấy chỗ nào trống thì đặt mấy cái block cần thiết vào ấy. Để cho việc sinh tồn cho nên dễ dàng hơn các bạn ơi. Và trong ngôi nhà này hiện tại thì chỉ thiếu cái ánh sáng thôi. Ánh sáng thì mình chỉ dùng đuốc thôi các bạn ơi. Tại vì phiên bản này chưa có mấy cái kiểu như là đèn lồng ấy. Thì không có cách nào để trang trí nữa các bạn ơi. Chỉ có thể dùng đuốc như vậy thôi ấy. Ngoài ra nếu các bạn thích thì có thể đặt mấy cái kiểu như là đèn đá đỏ ấy, ở phía trên ấy cho mấy bạn nào rành về đá đỏ nha. Rồi, tạm thời thì mình chỉ đặt đuốc như vậy thôi. Và ở phía trước ấy thì mình sẽ đặt phần cửa nha. Cửa thì mình dùng cái cửa gỗ sồi thôi, tại vì cửa gỗ sồi chúng ta có thể nhìn ra bên ngoài ấy. Mình sẽ đặt ngược lại như vậy nhìn cho nó đẹp nha. Và phía bên đây thì mình thường dùng đặt một cái nút này và đặt một cây đuốc ở góc bên trái như vậy. Rồi, ngoài ra thì các bạn cũng có thể đặt mấy cái khối cỏ phía trước ấy để làm kiểu như cái chỗ trồng hoa các bạn ơi. Đấy, đặt như vậy này. Ở bên đây và ở đây. Sau đó thì ốp lại bằng mấy cái cửa sập nha. Hoặc là mấy cái slab hoặc là mấy cái cầu hang ấy các bạn. Đấy, cái nào cũng được ấy. Miễn là mình có thể che phần đất ở phía dưới của cái khối cỏ này là được à. Đó, đặt ở đây. Và bên đây. Đấy, thế là xong rồi. Đó, chúng ta có thể xây ngôi nhà này chưa đến một ngày đâu các bạn ơi. Nó chỉ tốn thời gian trong cái khâu mà chúng ta chuẩn bị nguyên liệu thôi. Còn công việc xây thì khá là đơn giản luôn. Bây giờ mình sẽ chỉnh trời sáng để cho các bạn dễ nhìn nha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đặt bông nha. Bông thì chúng ta sẽ đặt ngẫu nhiên thôi. Đây, một cây, hai cây. Đây. Đấy, ốp tiếp bằng mấy cái cửa sập vào nha. Để che bằng cỏ, bằng đất ở phía dưới ấy các bạn. Đấy, ốp như vậy. Và đây. Ngoài ra thì ở chế độ sinh tồn ấy thì mình dùng chỗ này để mình nuôi mấy con bò nấm các bạn ơi. Tại vì cái khu mình sống có bò nấm ấy, mình sẽ dắt vào đây để nhiều khi mình chế thuốc mình có thể ngắm mấy em bò luôn. Rồi, như vậy chúng ta đã hoàn thành xong ngôi nhà rồi. Trong một ngày khá là đơn giản luôn các bạn ơi. Đấy, trong chế độ sinh tồn thì các bạn có thể xây ngôi nhà này để chơi sinh tồn cũng như là cho bạn bè vào ở cũng được. Tại vì ở tầng trên ấy khá là rộng luôn, chúng ta có thể đặt 3 cái giường trong đó luôn nha. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video hướng dẫn xây nhà của mình. Hẹn gặp lại tất cả các bạn những video hướng dẫn xây nhà tiếp theo. Bye bye.